Xin chào tất cả các bác nha. Hoàng Hiền đang ở nhà đây các bác ơi. Các bác có thể quan sát đây. Đấy. Hoàng Hiền đang có rất nhiều trà các bác nhá. Đấy, đặc sản chè Thái Nguyên. Đấy. Gửi đến các bác quý vị khán giả theo dõi video của Hoàng Hiền trên mọi miền Tổ quốc. Đây là chè này Hoàng Hiền vừa lấy về. Đấy, số lượng rất nhiều. Đấy, tí nữa thì Hoàng Hiền sẽ đi gửi cho các bác. Đấy. Từ hôm trước Hoàng Hiền đăng video lúc bán bây giờ là các bác ủng hộ Hoàng Hiền rất là nhiều. Đấy. Chè Thái Nguyên hiện tại bây giờ thì là trên kênh của Hoàng Hiền thì là bán hai loại các bác nhé. Loại top 1 đặc sản tuyệt vời đỉnh cao của Thái Nguyên thì là Hoàng Hiền bán là 500.000 một cân. Đấy, là các bác được miễn phí và đi ship. Đấy, nếu mà trừ đi tiền ship đi rồi thì nó rơi vào khoảng 470 một cân. Đấy. Còn một loại nữa là top thứ hai. Đấy, nhưng mà uống cũng rất là tuyệt vời. Đấy, phải nói là cũng rất đỉnh. Là 350 một cân các bác ạ. Đấy. Nếu mà trừ tiền ship đi nó khoảng 320 một cân. Đấy, Hoàng Hiền bán thì phải nói là mang tiếng là bán thôi nhưng mà chủ yếu là tiêu thụ giúp bà con thôi. Thế là các bác thấy là giá rất là rẻ. Đấy. Qua đây thì Hoàng Hiền cũng cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Từ hôm Hoàng Hiền bán đến hôm nay thì các bác cũng ủng hộ Hoàng Hiền rất nhiều. Đấy. Mua chè mật ong ủng hộ Hoàng Hiền. Đấy. Thì hiện tại mật ong Hoàng Hiền đang hết. Đấy. Chè thì rất là nhiều nên là các bác nào mà muốn uống chè Thái Nguyên thì các bác có thể liên hệ cho Hoàng Hiền. Đấy. Để ủng hộ Hoàng Hiền cũng như là bà con Thái Nguyên các bác nhé. Đấy. Ủng hộ tiêu thụ chè Thái Nguyên đặc sản. Đấy, thưởng thức chè Thái Nguyên. Các bác muốn mua hàng thì các bác có thể liên hệ cho Hoàng Hiền theo số điện thoại là 0915 049 825. Đấy là Hoàng Hiền dùng số đó nhé các bác nhé. Đấy, hoặc các bác có thể kết bạn Zalo với Hoàng Hiền cũng theo số đó. Đấy, thì là còn những cái số khác thì nếu như các bác nghe máy mà không phải dặn của Hoàng Hiền ấy, mà số khác ấy, thì các bác đừng có tin. Đấy, những cái đối tượng xấu lừa đảo. Đấy. Đây là Hoàng Hiền là chỉ bán là trên một là số 0915 049 825 hoặc số thứ hai của Hoàng Hiền là 0869 915 613. Đấy, chỉ có hai số đó thôi. Còn cái số trong đó thì có cái số 0915 049 825 thì là có Zalo. Đấy, thì các bác có thể kết bạn Zalo cho Hoàng Hiền theo cái số điện thoại đó. Thì Hoàng Hiền các bác cứ nhắn địa chỉ và các bác mua loại nào 350 hay 500 nghìn thì là Hoàng Hiền on thì là sẽ gửi cho các bác, ship cho các bác. Đây là mỗi một túi là Hoàng Hiền trước đây đóng một cân nhưng bây giờ đóng khối lượng là 500 gram, mỗi nửa cân một gói. Đấy, hai gói là một cân gửi đến các bác. Còn về thuốc nam của bà trà, thuốc nam bà trà thì là bác nào mà muốn đấy thì các bác cũng có thể liên hệ cho Hoàng Hiền theo cái số điện thoại Hoàng Hiền vừa đọc. Đấy, là 0915 049 825. Hiện nay thì bà trà bà cũng đang lấy rất nhiều thuốc để chữa cho các bác. Đấy, mà các bác uống thì cũng rất là hiệu quả. Đấy, trong đó thì có thuốc dạ dày, thuốc đại tràng, tai biến, sỏi thận, mỡ máu, mất ngủ, đi tiểu nhiều. Đấy, nhiều bệnh nhá. Nếu bác nào mà muốn tìm hiểu kỹ thì các bác có thể là xem lại cái video mà hôm Hoàng Hiền cùng em Ánh lên nhà bà trà lấy thuốc của các bác ấy. Thì bà có nói những chữa những cái thuốc gì rất là nhiều. Thuốc của bà trà thì Hoàng Hiền chỉ lấy hộ luôn nhé. Đấy, bác nào mà có nhu cầu muốn nhờ Hoàng Hiền lấy thuốc hộ thì các bác có thể liên hệ. Đấy, Hoàng Hiền sẽ lấy hộ các bác về thuốc. Đấy, do thuốc là Hoàng Hiền lấy hộ nên các bác phải trả tiền ship. Còn riêng chè Hoàng Hiền bán thì các bác sẽ được free, miễn phí ship các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều đã ủng hộ kênh của Hoàng Hiền nhé. Đấy, cũng như bà con Thái Nguyên tiêu thụ nông sản đặc sản chè Thái Nguyên. Bây giờ thì Hoàng Hiền sẽ đi gửi chè cho các bác. Đấy. Còn mấy thùng trong kia nữa. Đấy, các bác đặt rất nhiều thì Hoàng Hiền này sẽ gửi hết cho các bác. Đấy. Chào các bác. Chào chú Hoàng Hiền nha. Vâng. Xin chào chú Lợi. Khỏe không chú? Khỏe. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại giờ thì Hoàng Hiền đang cùng với chú Lợi. Hôm nay thì hai chú cháu thì ra thăm nhà chị Hiên. Đấy, trong cái chương trình là có chị giấu tên ở bên Mỹ. Đấy, hôm trước thì có gửi quà
cho các bà con nghèo trên kênh của Hoàng Hiền, gửi tiền cho chú Lợi để mua lợn, và gửi cho bốn mẹ con nhà chị Hiên số tiền là 300.000 nhờ Hoàng Hiền trao cho chị Hiên. Thì hôm nay thì hai chú cháu ra thăm chị Hiên và trao quà của chị giấu tên ở bên Mỹ cho mẹ con nhà chị Hiên. Hai chú cháu đang đứng ở bên cánh đồng lúa rất đẹp, mùa này thì lúa đang sinh trưởng phát triển rất là đẹp. Thì anh biết đồng này đồng gì không? Đồng này là đồng La Gạo. Đúng. Chuẩn chưa? Chuẩn không? Chuẩn. Nhà chú có ruộng ở đây không? Chú không. Không có bãi nào ở đây à? Không. Đây là khu vực nàng dâu. Trước là chị gái chị ra đây là cắt cỏ này. Đây này, cắt cái bãi người ta trồng khoai lang, cắt cỏ chân bò ấy. Ra tận đây. Nhân tiện đây thì là hôm nay thì là Hoàng Hiền cũng hỏi thì các bác cũng nắm bắt được. Đấy, trong thời gian vừa qua thì các bác theo dõi video là mấy ngày hôm nay các bác đang quan tâm rất là nhiều. Đấy, đến chị gái và chú Lợi. Đấy, chị gái thì các bác cũng được theo dõi các video rồi. Hôm nay thì Hoàng Hiền mới gặp chú Lợi. Thì trong cái video này thì Hoàng Hiền cũng cũng hỏi chú Lợi một số điều. Đấy, để các bác theo dõi video thì các bác cũng nắm bắt được. Thì thật ra thì là trong thời gian vừa qua thì các bác cũng biết là Hoàng Hiền kêu gọi kết nối đấy, giúp đỡ cho các bà con. Trong đó thì có nhà chị gái và chú Lợi đấy. Chị gái thì là các bác giúp đỡ rất là ổn đấy. Còn chú Lợi thì đang bước đầu, các bác giúp đỡ cũng đang là cái đà là đi lên đấy, kinh tế dần dần phát triển. Thì trong cái thời gian vừa qua thì chị gái với chú Lợi cũng có quen nhau đấy. Còn cái chuyện như nào thì các bác cũng theo dõi video các bác nắm bắt được rồi đấy. Thì mấy ngày hôm nay thì là chị gái thì chị đang có biểu hiện là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, thèm của chua. Đấy, chú Lợi thì chú cũng biết rồi. Đấy, chú Lợi thì chú cũng xem video và chú cũng biết. Đấy, thế bây giờ cháu hỏi chú Lợi nhá. Cháu hỏi chú này là thật nhá. Thế bây giờ trong trường hợp mà chị gái mà chị có bầu thì chú cái phương án là chú là như nào? Chú đẻ xong thì cưới. Nếu mà và không đẻ được chú cũng cắt luôn đấy. Không đẻ được là như nào? Nếu mà và không có trẻ không đẻ được chú cũng cắt luôn đấy. Có nghĩa là nếu như mà có bầu thật đúng không? Thì là sẽ cưới và sinh con đúng không? Có nghĩa là chú sẽ có trách nhiệm đúng không? Còn nếu trường hợp mà không có đúng không? Thì vẫn sẽ giữ nguyên như hiện tại bây giờ, là chúng ta chỉ là bạn thôi đúng không? Việc chỉ của ai anh em tình cảm đi lại, bạn bè nhau, coi như bạn bè đúng không? Coi như bạn bè. Còn nếu mà có thì sẽ có trách nhiệm. Ok, được rồi. Đấy, ok. Đấy, thế là đây là câu trả lời của chú Lợi nhá. Cũng chia sẻ các bác như vậy. Thì thời gian vừa qua thì các bác cũng hỏi rất nhiều, comment ở video cũng như điện cho Hoàng Hiền cũng rất là muốn biết là cái quan điểm cũng như cái phương án của chú Lợi đấy, trong trường hợp nó xảy ra thì như nào. Đấy, thì hôm nay thì Hoàng Hiền cũng nhân tiện đây thì cũng hỏi thì các bác cũng nắm bắt được đấy, cái phương án của chú Lợi là như vậy. Đóng rồi nó có đóng không à? Chú Lợi cũng rất tuyệt vời đấy, có làm là có chịu trách nhiệm, nam tử hán đại trượng phu, được uy tín đấy. Rồi bây giờ thì xin mời tất cả các bác nhé, sẽ cùng với Hoàng Hiền và chú Lợi ra thăm nhà chị Hiền để trao quà. Đây, các bác thấy là chú Lợi nhá, ngày càng sạch sẽ ngon nghẻ đấy. Nhanh nhẹn này, chú quay vòng nè, quay vòng này, đấy, rồi ok đấy, gọn gàng chưa, nhanh nhẹn chưa, mà dạo này còn biết cả hát nữa nhá, đấy. Không chỉ hát đơn giản mà hát cải lương nhờ, đấy, hát cải lương đấy, hát ra trò đấy, rất là hay, đấy, cười suốt, rồi đi chú. Đồng La Gạo. Từ đây ra nhà chị Hiền thì khoảng độ
tầm 2 cây quá. Qua Đồng Nưa. Qua Đồng Nưa đúng không nhỉ? À, qua Đồng Nưa là đây. Đủ này đẹp nhỉ? Nước nhiều à? Đúng không? Đứa vẻo họ cấy trước tốt hơn. Chả mấy mà nước vào thời kỳ con gái sổ đồng. Chú Lợi có ra con này nhiều không? Bình thường ấy. À, quê ngoại ở ngoài này á? À, ở Nhân Vinh à? À, đây là đang thuộc Nhân Vinh đúng không? Đây Đồng Nưa à? Đồng lúa xanh tốt. Ngoài này hay gọi là đồng ngoài đấy. Trong cháu nó hay gọi là ngoài là đi cấy ở đồng ngoài. Đi thẳng ra đường 3 huyện Kim. À, đây nhà văn hóa xóm Đồng Nưa. Qua đoạn này là gần đến xã Trị Yên. Chú có ra kênh ở đây đánh cá rồi không? Kênh đào đây à? Kênh đào này mùa nước cạn nhiều cá lắm. À đây này, cho chỉ chú cái hủng đây này. Cái hủng đây là cá nhiều cực luôn. Nào chú có câu về câu. Có khi bây giờ đi là cá đang đổi đầy này. Ngay hủng đây này. Loại nó đi qua nó nổi nhiều á. Có cả cá chép bằng bàn tay ở đây này. Đây nhá, nhìn nhá. Chậm chậm nhìn nhá. Đây này. Đấy kìa, nổi đầy kìa. Thấy chưa? Đấy, đấy. 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 Đang nổi này. Thấy chưa? Đây này. Này chú có cái lưới nào? Con lưới không? Không. Con lưới là chỉ phải chặn đứng quét một phát từ dưới kia ngược lên trên này. Bắt trọn cái này luôn. Nhiều lắm, hùng này. Chỗ này câu được không? Ông này nông. Hả? Nông. Ờ, nông có nhiều cá này. Cá nhỏ à? Nó đi qua, từ đi qua nó đến nó nổi nhiều. Câu cá là nghề ở chú Lợi. Có không? Không có mấy à? Rô phi hay rô đồng? Rô đồng á? Nó thấy cả cá vàng nó nổi đầy đây ấy. Hay nó trôi hết thì bơi hết đi à? Có rô phi đúng không? À. Hay khả năng họ kích hết rồi, này họ mang kích phát nổi hết. Hả? Cá gì? Cá trắng á? Cá chấm hay cá chuối à? Có không? Có cá
Lên đi đi. Yeah, dọc bờ kênh nhỉ? Kênh đào. Kênh đào mùa này to nhỉ? Bằng kênh này. Gần tới nhà chị Hiên nữa các bác ạ. Nhà chị Hiên này nhìn được cao tốc. Bên kia là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Đó. Như chị Hiên chị đang làm quả lúa với nhau kìa. Đúng rồi các bác ạ. Nhìn từ xa thế hai mẹ con là chị Hiên thì mà Hiên đang làm cỏ lúa ở bãi trước nhà. Đây rồi, chuẩn là hai mẹ con là chị Hiên này. Thì yêu đồng bãi lúa rất đẹp. Làm quả lúa chị Yến? Khỏi ốm như nó làm ấy. Khỏi ốm rồi à? À. Cái mũ á. Chú Lợi này thăm Yến nào chưa nhỉ? Nhưng mà chưa ra nhà nào đúng không? Chưa. Nay lần đầu nhỉ? Đưa mũ. Mũ phải lâu không đội sao? Còn mũ này của chú thì nó lạ. Bụi, đứng nhé, bụi quá. Bụi xanh. Bụi đầy. Này chúng mình cắt con tóc cho nó đẹp trai. Rộng quá. Vuốt. Vớt cho đẹp trai đi. Sáng sủa đi. Cắt tóc đi, cạo râu đi, dạo này râu lại dài rồi. Râu lại hơi dài à? Hả? Dạ. Ừ. Vâng, chào chị Hiên. Biết các anh Lợi à? Xem video biết à? Mẹ chị biết chú Lợi á? Mẹ ruột của chị á? Sao lại biết chú Lợi? À, ở ngoài Nhân Minh rồi đúng không? À, Tân Trung đây á. À, thế thảo nào lại biết. Lợn ngã, đi kiểu gì ấy. Say sóng à. Đi. Lợn ngã. Núi là chị Duyên đẹp đấy. Núi tốt xanh di đây. Ui dồi. À. Này đẹp lắm rồi. Lúa tốt này. Xanh mướt à. Vẫn đi giọng khẩn khản hay sao đây? Bây giờ hết hoa rồi. Hết hoa? Ừ. Chuyển ra là mất ngửi cái gì, mất vị ấy rồi. Cái gì? Ngửi các đồ bây giờ mất. Mất vị á? Thế chị bị Covid rồi. Không, thỉnh thoảng chị vẫn ngửi
người thấy nhá, chỉ tội là nó không lấy thôi. Nó giảm đi thì nó chắc chị dính Covid thì nó mới mất vị. Ăn thì chị thỉnh thoảng nó mới mất ấy thôi. Mất gì? Thỉnh thoảng nó mới mất không người thấy thôi, nhưng vẫn người thấy. Ừ, cái thằng cu con nó để cầm điểm ngã không? Cứ cái cầm đấy thì nó mới đứng cho làm được. Nhổ quả lúa. Nhổ quả lúa theo mẹ. Đội Linh đâu? Linh cháu đi học. Phượng. Phượng đi học. Phượng đi học à? Ừ. À. Nhà chị mùa này cấy được mấy bãi? Một bãi này thôi à? Bãi rộng này mà hơn một xào? Xào năm à? Xanh mướt, bón nhiều phân không? Vừa vãi hôm mùng 3, mùng 4 Tết. Ừ. Bãi kia vàng vàng hơn. Bãi dưới là người ta vừa vãi phân của con gà ấy. Phân con gà. Em có đọc ruộng này thôi ạ? Vâng, em có đọc mỗi ruộng này. Có ba mẹ con nó đọc cái ruộng này. Có đọ ruộng với nhà anh đợi không? Anh có cho em, cho em đọ. Anh có cho em ấy không? Không cần. Hả? Không cần. Không ở gần. Ở gần cho bàn bớt đúng không? Nhà chú loại này nhiều ruộng lắm. Cả màu ấy, chục xào. Riêng cấy 7 xào. Màu miếng nữa. Cả màu nó bao nhiêu? Hơn mẫu. Hơn mẫu à? Nhiều đấy. Thế hôm nay là có vẻ là tỉnh táo hơn rồi đúng không? Khỏe rồi, chị làm từ hôm qua rồi. Từ hôm qua làm rồi chứ. Thế thỉnh thoảng mua gừng tươi làm vào. Em thả cổ ấy. Ngậm gừng tươi á? Gừng tươi mình nướng bếp củi. Cắt miếng tới. Em bảo chị nhân ạ. Hôm nay em ra thì là có quà cho chị nhá. Là có một chị giấu tên ở bên Mỹ. Chị có gửi cho chị là 300.000. Nhờ em là trao cho chị nhá. Đứng gần gần là chú Lợi. Chú Lợi lấy hộ cháu 300.000 trao cho chị Yên. Có tờ 300 ở cái ngăn rưỡi phải. Ok. Mấy tờ? Đủ chưa? Ba tờ. Ok. Em cũng xin cảm ơn chị giấu tên ở bên Mỹ đã giúp đỡ bố mẹ con của em. Em cũng xin chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Làm ơn sẽ đạt. Và cũng cảm ơn chú Hiền đã làm cầu nối cho chị. Và cũng cảm ơn anh Lợi đã nhà em chơi. Thăm em. Bố mẹ con nhà em. Trao quà cho em. Trao quà cho em. Ok. Chúc chị Hiên nhiều sức khỏe nhé. Nhanh khỏe, thật khỏe để tiếp tục làm ăn phát triển nuôi con. Hiện tại giờ thì chị Hiên thì nhà thì đã được làm rồi nhưng mà về kinh tế vẫn đang rất khó khăn các bác ạ. Đấy, con thì gần 3 cháu, còn bé đang tuổi đi học nên là hết rất nhiều tiền. Hơn nữa là ốm đau thường xuyên nên là kinh phí thì cũng không có. Thì cũng mong là các bác, các quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân thì theo dõi video thì có thể giúp đỡ cho chị. Đấy, không chỉ là các cái hoàn cảnh trên kênh của Hoàng Hiền mà cả chị Hiên này nữa. Đấy, cũng rất khó khăn hiện tại bây giờ. Đấy, cũng mong là các bác sẽ giúp cho chị quan tâm. Đấy, động viên chị giúp đỡ về kinh tế cũng như là vật nuôi. Đấy, đặc biệt là gà với lợn hiện nay chị Hiên thì đang rất thích nuôi nhưng mà về tiền mua giống thì chưa có. Đấy, thì cũng mong là các bác sẽ đồng hành cùng với Hoàng Hiền. Đấy, để giúp đỡ cho chị Hiên là chị có vật nuôi, đấy, cái chị chăn nuôi.
Nhà chị Hiên này thì thóc gạo thì cũng có đấy, nếu mà có thì là cũng chăn rất là ok. Chuồng thì là nuôi ở nhà bà rồi, là có chuồng rồi, gà thì nuôi cũng có rồi đấy, chuồng lợn là cũng có rồi, chỉ mỗi là con giống không có thôi. Thì cũng mong là các bác theo dõi video thì các bác có thể là giúp đỡ cho gia đình đấy, chị Hiên vượt qua cái đoạn khó khăn này đấy. Thôi chị làm đi nhá, em đang thăm chị trao quà một chút, em phải về luôn có việc nhá. Hôm nào mà các bác mà gửi quà thì em lại ra trao sau nhá. Anh gái, anh đợi với chị gái bây giờ là hai thái cực khác nhau rồi. Thế thôi nhá. Ok, chị làm đi nhá. Em về đây, chú đợi vòng này luôn, về luôn. Đây vòng này luôn thì về. Chỗ này là trước lúc mới cấy họ bắt được nhiều cá rồi, đồng đầy lắm chú lợi. Kiểu cái mùa đấy là cái mùa họ cấy bừa lên, xong rồi là cái nước ở kênh nó tràn vào, xong rồi nó lắng lên đấy, cá rồi bồng nó nổi lên mặt nước ấy. Nói chị Hiên chị mang giá là chị đãi bao nhiêu cá rô đồng về rán ăn giòn tan à. Kênh này là chị Hiên chị mò cua bắt ốc nuôi con ở cái kênh này đây. Này rô đồng các thứ nhiều đấy nhỉ, chỗ này nó quanh nước quanh năm ấy. Rô đồng hai bàn ngón tay cho rán giòn ăn thì cho lấy nấu canh rau cải thôi, nhất tỉnh luôn đúng không? Rất ngon tuyệt vời. Cóc nấu được à? Quả cóc mình thể mình đảo qua quả cóc đi, mình rán cá, mình bắt đầu cho nước mắm vào, cho vào đun độ khoảng 15 phút là phải cho ta dĩa là ngon rồi. 15 phút. Còn nấu món gì nữa không? Món nếu mà cá to người ta cho bia, người ta cho hành, cho các thứ gia vị vào. Con cá người ta luộc, người ta hấp bia rất là tốt. Cá hấp bia. Chú lợi này là hay câu được cá này đúng không? Câu về nhà thường câu được thì làm món gì? Chú thường thường rán, hay là chú thường thường chú nấu quả cóc. Một là rán, hay nấu quả cóc. Ba là chú băm ra chú nấu rau ngót. Băm mà nấu rau ngót à? Băm thì nó xương nó không cắm à? Không. Sợ cắm không? Không. Băm ra. Vẫn được cái gì? Đây, đi về đi. Cuối cùng Hoàng Hiền cũng kết thúc cái video ở đây nhé. Xin hẹn gặp lại các bác trong video Hiền nha. Tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin chào tất cả các bác.